nó bị tạt nước. Cái nước dầu nước rất là khó đổ nên bỏ miếng giấy vô như vậy nè, rất là dễ đổ nên tới chừng nó ấy là nên nó sẽ đổ hết. Bỏ mấy chiếc cây vô cho nó, nhưng mà nó có lỡ mà nằm ở trong phi trường hay gì á thì cũng có cái chất nước cho tụi nó. Trái cây rồi rau củ quả rồi bỏ bánh trái vô cho nó ăn dữ không, gì nó cũng ăn hết á, có bộ là không tán nó không ăn à. Sáng mình thua ra là được 20 con, mình bán 10 con, mình giữ 10 con để giống, 10 con kia thì mình để ấy rồi. Vô. À, thấy bánh ấy không, nó ăn nè. Trước khi cho nó đi á là hả cho nó ăn no nê, bụi diều nó no nê rồi nè. À, vô con. Vô đi. Sẽ để lại làm giống tiếp. 10 con này đi kiếm tiền. Ok. Giờ lóc rồi mình chỉ cần gài lại, đi lên chảnh cho nó coi xong rồi nó check cho nó like rồi nó rồi là gỡ xong rồi cái mình sẽ zip thay lại. Mấy cái này là để cho che nó cho đừng cho rắn rít mà bò vô hay là rắn rít bò ra. Mỹ nó gỡ dẫn chuyển.